mang bên nước Việt, cả nước Mỹ, trên thế giới luôn, mà thế giới thì không có hiểu Việt Việt nói nha. Thì những người Việt ở Mỹ làm ăn hay là những người Việt ở bên nước Việt mà làm gì mà có liên hệ với Đài Loan, với Trung Quốc á, những cái món hàng mà gửi qua gửi về á thì nên coi lại á, cẩn thận. Tự vì hai nước mà chiến tranh rồi á, họ chỉ lo chăm chú chiến tranh thôi, làm gì có chuyện mà lo gửi hàng cho quý vị. Nó sẽ ảnh hưởng kinh tế dây chuyền trên thế giới. Bữa giờ chỉ là có khơi mào thôi, nghe thôi, vụ xăng nhớt với cái ống ga qua châu thôi mà thấy gọi là khủng hoảng rồi đó. Giá xăng bữa nay lên 7 đồng, lên gấp 3 lần thời xưa, 3 lần. Đồ ăn giờ cũng lên quá trời luôn, cái gì ra chợ cũng lên hết. Rồi mà thêm Biển Đông dậy sóng chung cộng với Đài Loan nữa thì coi như là toàn cầu luôn. Nhà ai nấy ở, hồn ai nấy giữ. Hiện giờ ở Cali này cũng đang nóng gần 9 mấy độ. 9 mấy độ thì tính ra Việt Nam cũng ở 30 độ C không ta. Nhưng mà ngay cái nhà trọ của Kiệt nè, Kiệt có nhiều tiền, nhiều nhà, nhưng mà Kiệt thích ở nhà này. Nhà này nó có 5.000 đô à. À, trong này có cái giường của Kiệt, thì tối ngày Kiệt ở đây nhiều hơn. Làm việc nhiều lúc điện thoại cũng gọi từ đây. Chứ còn cái văn phòng với về ngủ thì tối về ngủ mà thôi, mấy tiếng thôi. Có ngày sinh hoạt vậy đó, rất là đơn giản. Ở chỗ này cái hệ thống wifi mạng nó yếu, cho nên chị không có bỏ lên mạng, chị chỉ thầu một chút, chị upload lên.